mở đầu chương trình, tôi xin nhiệt liệt được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị đã dành thời gian đến tham quan, mua sắm, ủng hộ các sản phẩm thương hiệu Thái Lan của chúng tôi trong suốt thời gian qua và hiện đang có mặt tại chương trình của chúng tôi vào lúc này. Góp mặt trong sự kiện buổi sáng ngày hôm nay, xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của chị Orafin Duong Mương, đại diện của Cục Xúc Tiến Thương mại Thái Lan. Chị Sụ Chị Nút Nút Mắc, nhân viên tài chính Cục Xúc Tiến Thương mại Thái Lan. Cùng đại diện của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và đại lý các thương hiệu đến từ Thái Lan. Triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan năm 2019 Top Thái Brand tại Hà Nội do Phòng Thương mại Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan và công ty Vinesat phối hợp tổ chức. Hàng ngày trong thời gian diễn ra triển lãm, chúng tôi có phát các lá phiếu cho các khách hàng đến tham quan và mua sắm. Mỗi khách hàng sẽ được sở hữu một lá phiếu và đã được chúng tôi hướng dẫn điền thông tin theo mẫu. Trong ngày buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều các phần quà may mắn được tài trợ bởi các thương hiệu nổi tiếng của Thái Lan. Chúng tôi có hòm phiếu với các lá phiếu đã được điền sẵn các thông tin ở đây. Thể lệ bốc thăm như sau. Tôi xin mời khách mời của chúng tôi lên bốc các lá phiếu ở trong thùng. Tôi sẽ đọc tên và địa chỉ ghi trên lá phiếu. Xin phép sẽ nhắc lại 3 lần. Nếu khách hàng may mắn được sướng tên, xin nhanh chóng bước lên sân khấu và đọc cho chúng tôi số điện thoại mà mình đã điền trên phiếu. Nếu thông tin trùng khớp, quý vị sẽ nhận được các phần quà của chúng tôi. Nếu như sau 3 lần sướng tên, không có ai lên nhận, tôi xin phép sẽ hủy lá phiếu đó để nhường cho khách hàng có mặt tại đây. Triển lãm Top Thái Brand năm 2019 thương hiệu Couple Goose. Địa chỉ 115/254 Minh Khai, 8 Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Xin mời khách hàng có tên là Nguyễn Thị Lý, địa chỉ tổ 8, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. May mắn tiếp theo có tên là Trần Đại Thắng, địa chỉ Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.